The one with clean hands and a pure heart. Và đó là những kẻ có lòng trong sạch và có đôi tay thánh, lòng thánh khiết, đôi tay tinh sạch. As we go into this conference, và khi chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ hội đồng này, the theme is to walk as Jesus walked. Cái chủ đề là hãy bước đi như Chúa Giêsu đã bước đi. And the way Jesus walked had everything to do with the presence of His Father. Và cách Chúa Giêsu bước đi nó luôn luôn là đi cùng với Đức Chúa Cha, mọi trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Our young people are dying because we've sold them a presence of God that is theoretical. Và lớp trẻ họ đang phải hấp hối tại nhiều lúc chúng ta trình bày cho chúng nó về cái món quà của Chúa, Đức Chúa Trời ban cho, mà một món quà nó không thể nào nhận được, nó có nhiều điều thiếu sót. Our children are suffering because our Christianity is all about ideas and there's not enough reality. Và cái thế hệ trẻ nó phải chịu đau khổ tại vì chúng ta trình bày cho chúng nó một cái Cơ Đốc giáo mà toàn là những cái tư tưởng mà không có trong thực tại. The people around us, in our neighbors and the people that live in our world. Và những người hàng xóm chúng ta, những người sống bên cạnh chúng ta. They look at us and they think, you have ideas, but where is the reality of God? Thì họ có thể nói, ồ, mấy anh là có cái ý tốt đó, nhưng mà cái thực tại là Chúa ở đâu? Unless we can come to this place where the presence of God becomes so real and so vital that it captures us. Và trừ phi chúng ta phải bước tới một chỗ mà sự hiện diện của Chúa nó quá thật đi đến nỗi nó nắm bắt được linh hồn của chúng ta. Things will shrink and shrivel. Things will shrink and shrivel. Yeah. Nên mọi sự nó sẽ bị co rút lại, nó sẽ trôi qua đi. I want to encourage you. Và tôi muốn khích lệ các anh chị em. To pray. Hãy cầu nguyện. To put aside the old. Để bỏ qua cái điều cũ. And to take up the new. Và mặc lấy cái điều mới. I want to encourage you to put aside trying to make yourself righteous. Và tôi muốn anh chị em hãy bỏ cái điều cũ. Đừng có cố gắng để tự làm cho mình trở nên công bình. To repent of that, to turn away from it. Và hãy ăn năn về điều đó và quay bỏ khỏi điều đó. And I want to encourage you to stir up the God that's within you. Và tôi muốn anh chị em hãy nhen lại cái điều gì của chính Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. And to start to live as if the presence of God was already here. Và bắt đầu bước đi, bắt đầu sống động như sự hiện diện của Chúa đã đang đến. And to start to live as if you could already walk on water. Và chúng ta bước đi như là một người chúng ta đã bước đi theo Chúa rồi. And start to live as if nothing was impossible. Và chúng ta bắt đầu nhận biết, sống động và biết rằng không có điều gì là quan trọng. Start to live as if you had a face-to-face meeting with God every time. Và hãy bước đi, hãy sống động như bạn đang gặp gỡ Chúa mặt đối. It will take you a while to get there. Và phải mất một thời gian anh chị em mới đến được điều đó. But you have to start somewhere. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu. Please, please, please. Xin hãy làm điều đó. Soften your hearts before God. Và chúng ta hãy để tấm lòng của mình mềm mại trước mặt Chúa. And allow His presence to be real for you. Và để cho chính sự hiện diện của Ngài là một thực tại ở trong đời sống. Don't give up. Ta đừng có bỏ cuộc. Persist. Hãy kiên trì bền độ. Seek. Hãy tìm kiếm.
Look everywhere for it. Phải tìm hết mọi nơi. Put aside the religion. Chúng ta hãy dẹp bỏ cái gì được thuộc về tôn giáo qua một bên. Don't be satisfied with what you've got. Đừng có thỏa mãn với những gì mình có. Allow God, He's bigger than you ever expected. Và Đức Chúa Trời này vĩ đại lớn lao hơn mọi điều mình có thể suy nghĩ được. Allow Him to come and change your life. Hãy để cho Ngài đến và làm thay đổi cuộc đời của mình. Allow Him to come and meet with you. Hãy để cho Ngài đến và gặp gỡ lại. I would love it if you would pray for a little. Và bây giờ chúng ta hãy bước đến trong sự cầu nguyện. I've shared all of these ideas. Và tôi đã chia sẻ mọi điều này. And I'm not sure that I've communicated them. Và tôi cũng không biết chắc mình đã truyền đạt được hết chưa. But we have to start somewhere. Nhưng chúng ta phải khởi sự ở một chỗ nào. So I want to encourage you to pray. Nên tôi muốn khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện. To spend some time putting aside religion. Và chúng ta dành thời gian để dẹp bỏ đi những gì thuộc về tôn giáo. Putting aside things that aren't real. Và bỏ qua một bên những điều gì mà nó không có thật. And starting to call out to God for reality. Và bắt đầu kêu cầu Chúa để chúng ta kinh nghiệm Ngài trong thực tế, trong thực tại. Start to cry out to God that His presence would be real. Và bắt đầu cầu nguyện với Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài rất thật với chúng ta. And that His glory would come. Và sự vinh quang của Ngài sẽ đến. Can I ask that please? Yeah, xin chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Em trong hoàn cảnh của em còn rất là yếu kém, nên em cũng xin cảm ơn và cảm ơn Chúa, xin cảm ơn hội đồng với tông hội hoàn thành công án, xin Chúa ban phước cho hội thánh của chúng em ở trên địa bàn Sơn La để cho mai kia cho lớn lên thành một cái hội thánh tốt đẹp và năm tuổi với Đức Chúa Trời để làm một hội thánh tốt đẹp, để cho thấy là có trong sạch trong mọi người, làm cho luôn cho mọi người trong Tịnh Sơn La được soi sáng và về cho Đức Chúa, được xin hết. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hội thánh tại Sơn La, anh em không có. Chắc mời thầy Thị Cương nói sơ về công việc hội thánh tại Sơn La để hội đồng thể cầu nguyện. Đây cũng là một khu vực mới để có những có thể thầy Cương có thể nói về những cái công việc sơ qua những điều mà Chúa đang làm để hội đồng thể cầu nguyện. Xin kính chào quý các mục sư, các mục sư tổ chức và trưởng đạo. Tôi thay mặt hội thánh Sơn La cũng nói qua về cái tình hình ở Sơn La. Cách đây 2 năm thì với Sơn La đang ở bên Công giáo và sau đó thì một số anh em làm chứng đã quay trở về trên này. Và sau đó thì Sơn La đã có các con cái Chúa đã liên lạc với lại thầy Báo và mục sư. Một mục sư ở hội thánh Giáo hạt Abraham lên làm chứng và sau họ mới quay lại một đoàn ở Facebook. Và sau đó thì mục sư Hạnh đã cử chúng tôi lên Sơn La để huấn luyện. Và sau một năm đầu tiên thì chúng tôi huấn luyện số 1 và anh em đã học trong 20 người. Và sau trong khóa 1 thì họ đã học xong, họ đã đi làm chứng được hơn 100 người. Và sau số 2 tôi lên thì họ đã làm chứng được hơn 200 người. Và trong 2 năm, và tôi và mục sư Hiền đã lên
huấn luyện cái chỉ số đã hoàn tất, và đến giờ này thì ở đó họ đã phát triển được 11 hội thánh, và các tỉnh ở trong vùng phụ cận đã tới gần 500 người. Và đó họ có 12 mục sư rất là vững, và khi tôi dạy ấy, thì họ đã nghe và làm theo. Họ ra đi, người nam người nữ họ đã đi từ tốt, và có những lần họ kể với tôi là họ đã phải khênh xe máy qua con suối, họ đã phải lấy cái gỗ ấy, họ buộc cái xe máy vào cái đòn, họ đưa qua một con suối, và họ không có lả nào, và sau đó họ đã đi làm chứng các vùng khác và bị bắt bớ, và họ đã bị đánh đập, nhưng mà họ đã không lui trong cái tim và tiếp tục trong sự truyền giáo. Và đến hôm nay thì cảm ơn Chúa, thì tôi đã sang bên cái bản suối Tọ, đã dạy giáo lý ở đó được 2 buổi, và có 80 người họ đã học, trong khi đó thì 64 người đã có tay bằng nước, và có 6 gia đình thì dân con cho Chúa, và có 2 người họ tin Chúa. Đó là trong một cái quá trình chúng tôi đã huấn luyện. Và từ hôm nay thì tuy rằng của Đại Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn về tài chính, về những cái nhân sự ở các cái hội thánh mới còn rất là nhiều khó khăn, và họ đã yêu cầu chúng tôi là sẽ có kế hoạch ngày tới sẽ lên dạy của đời chúng thế, và các hội thánh ở các vùng phụ cận thì họ sẽ được học giáo lý. Đấy là đòi hiểu ước mong của hội thánh Sơn La. Và Sơn La đó là một cái Antioch mà từ đó họ đã ra đi, và tới nay họ đã được gần 500 người. Thì đó là cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng các tôi tới Chúa, và tôi cũng dự phần vào đó. Thì xin mà các tôi tới Chúa cầu đồng thanh cho Sơn La nhiều hơn nữa. Amen. Xin kêu Chúa ban một chỗ hùng là gì đi. Và tôi rất vui mừng tôi được đến tham dự tại đây. Ở Campuchia cũng không khác gì ngoài anh em ở Việt Nam đâu. Dương mình ba năm cam sai năng là o của mình, bàn tay bọc ba để không thì cai xin tập về nhà kiên dương để chuyển về nhà kiên. Ở Campuchia không phải là vì khó khăn về cái tiếng Chúa và mình có một đâu, nhưng mà khó khăn về cái những cái hội thánh rồi đi lúng túng. Ai là đi dương đâu ở Campuchia, dương miền công thì cai xin khang ở Savente một và mọi người. Bây giờ là mình cũng có một cái hội, mình không biết là Svande, không biết là cái tên Việt Nam là tên gì nữa. Mình gọi là chi cái hội Svande. Svande chơi. Svande là Cơ đốc Phục Lâm. Cơ đốc Phục Lâm giờ họ cũng làm cái khó khăn cho Hoàng Thánh mình ở trong chi. Là vì một quay lúc tôi của dương này thì của những khoa có tranh đầu tam kế tiết. Rồi với lại là anh em mình hội thánh thì cũng nghe người ta, có nhiều người cũng theo họ. Và thầy nghe hay bạn trong bây giờ ôn kinh nghiệm hoàn chuyện thì hàng sẽ làm như thế này. Như vậy thì cũng nhờ các vị mục sư tại đây cũng cầu nguyện cho hội thánh Campuchia. Dạ, xin hết. Không xung nữa đâu. Cái này mang mềm. Chọn mềm. Chơi qua cái đấy. Xong chơi ở cái ảnh thang. Có thể cầm chia lên mình. Vâng. Ảnh thang. Còn bạn chia đấy. Chui. Chắc ơi. Cũng mang cái gánh nặng, nhưng mà đây là cái chương trình của Chúa,
cổ có hứa với Chúa một người Campuchia có ở gia đình tôi 3 năm và sau đó có gia đình và sanh một đứa con trai đầu lòng 20 tuổi rồi bắt đầu cũng bị biến chứng bị ung bị phục cứu nhưng mà đưa qua đây để cấp cứu thì không có hy vọng nhưng mà bởi đức tin của cô và lời hứa của Chúa trong Thi Thiên 23 câu 4 cổ chọn cái câu đó khi vô phòng giải phẫu thì dù đi trong trũng bông chết cũng không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Thì cái câu đó cho đến tới khi mà cổ biết mình và Chúa cho cổ còn sống tới ngày hôm nay thì đây là hiện năng cấp lạ xảy ra cho một con cái Chúa và đức tin của cô. Thì đại hội này thì cổ được tham dự chúng ta thứ hai này, hẹn qua tôi đưa cổ qua trước để tái khám thì chưa kết quả, thì thứ hai này cổ phải soi nội lại một lần nữa. Xin hội thánh hãy cầu nguyện cho cô bé này tên là Navi, 25 tuổi. Cổ ở trong gia đình tôi và cũng từng nhóm thờ phượng ở trong gia đình tôi ở tại Phnom Penh. Muốn gây dựng một cái nhóm ở tại Phnom Penh nhưng mà bởi sức khỏe, bởi công việc Chúa chưa cho phép. Hãy cầu nguyện với chúng tôi là ở Phnom Penh có một buổi nhóm và cổ hứa với Chúa, Chúa cho cổ còn sống nhân cuộc đời cổ hầu việc Chúa. Thì bây giờ cổ được vào trường Kinh Thánh, lời hứa của cổ là cổ học được 4 năm kỳ này rồi. Thì cảm ơn Chúa, xin Chúa hãy sử dụng cô Navi trong cuộc đời của cổ là thành viên trong gia đình của Chúa tại đây. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi để Chúa cấp cây gậy này để còn tiếp tục trên con đường Chúa sử dụng, vì Chúa là cây gậy là dẫn đường lối của tôi đi tiếp tục trên công việc này với mọi sức khỏe lớn tuổi đi chăm sóc mẹ. Mẹ năm nay Chúa cũng ban cho còn sống, cách đây 2 năm cũng đưa qua đây để cấp cứu bà cụ thì Chúa cũng ban cho phục hồi sức khỏe và tôi đã đưa mẹ về Campuchia và chăm sóc được 3 tháng nay. Thì mẹ thì cũng bình thường nhưng mà sức khỏe của tôi thì phải bị gánh nặng nhiều quá cho nên giờ phải mượn cái gậy qua đây. Xin được thắp cái cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn Chúa. Thầy, xin mời tất cả thầy Quyền lên thế này để hội đồng mà quý vị nào có muốn truyền giáo Campuchia không? Ok, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Campuchia. Ở trong kỳ hội đồng thì chúng ta sẽ có thời giờ kỹ càng hơn để cầu nguyện cho Campuchia. Chúng ta mời các thành viên ở trong gia đình Đấng Christ, chúng ta không phân biệt phải không ạ? Chúng ta đưa xác lên đây, đưa xác để cầu nguyện cho Campuchia. Chúng ta biết rằng đây là những đại biểu đến từ 4 giáo hạt của Campuchia. Hội thánh chúng ta ở bên đó có 54 hội thánh, khoảng trên 2.000 tín hữu. Đây là những đại biểu họ tham dự, tại chúng tôi không thể nào đưa hết được. Thông thường là chúng tôi gặp khoảng chừng hơn năm từ 50 đến 60-70 các lãnh đạo ở Phnom Penh đủ người. Nhưng mà đợt này thì tại vì qua vấn đề biên giới thì nó hơi khó làm passport rồi đó, nên là chỉ có những đại biểu ở đây thôi. Chúng ta tiến lên để đặt tay cầu nguyện cho các vị mục sư, những đại biểu đến từ Campuchia. Xin Thánh Linh của Chúa hành động đụng chạm phong viên đặc biệt cho đời sống của họ. Cũng cầu nguyện mục sư Hen vô cầu nguyện chung. Đây là anh em chúng ta ở Việt Nam nhưng mà người có thể nói được tiếng Campuchia, đọc được tiếng Campuchia, chia sẻ được tiếng Campuchia, đọc tiếng Thánh Campuchia rất là tốt. Chúng ta tiến lên đặt tay cầu nguyện cho các vị mục sư, những vị đại biểu đến từ Campuchia. Xin Thánh Linh của Chúa hành động trên đời sống của họ. Chúng ta cũng nghe nói mục sư chúng tôi có trình bày chúng ta về công việc đó. Hội thánh cũng đang phát triển nhưng mà nó đang một cái sự cản trở, đó là một số cái tà giáo là cái đốc phục lâm họ đang tấn công vào trong hội thánh của Chúa ở đó. Chúng ta biết rằng Campuchia và cái nước rất là khó khăn, cái đốc phục lâm thì họ đưa vấn đề cứu trợ lên rất là mạnh, những cái khu vực như vàng và họ đưa gạo thóc vô, điều đó cũng như là một sự cám dỗ đối với nhiều con cái Chúa. Chúng ta cầu nguyện để sự sống thánh linh của Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ trên hội thánh của Chúa ở tại Campuchia. Oh,
Nguyện Ngài giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau. Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ. Nguyện lửa Thánh Linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin Linh Cha con đầy tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin Cha yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Linh Cha tuôn đầy lời chân lý Cha ban ra, xua tan đi đau thương nước Chúa Cha ngự đến. Chúa ơi xin phân hưng chúng con giờ này, nơi Ngài đôi tay con. Chúa ơi xin nước Cha đến Cha. Trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ơi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay.